Tuyệt đối cấm uống nước mía. Nếu chưa biết điều này, kẻo rước ung thư vào người, càng uống càng thọ non. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, nước mía là loại nước giải khát vô cùng quen thuộc trong ngày hè oi nóng. Cô bác có hay uống nước mía không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 1 nhé. Với xuất xứ hoàn toàn Việt Nam, ép thủ công, giá thành rẻ, lại ngọt mát, nên được nhiều người yêu thích và thường xuyên mua về uống mỗi ngày. Không thể phủ nhận những lợi ích khỏe nhất của nước mía đối với sức khỏe của người dùng. Tuy nhiên, việc uống nhiều nước mía cũng không tốt cho cơ thể, thậm chí còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, càng uống lại càng hại gan thận, thọ non. Cụ thể thế nào? Hãy cùng Truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Trước hết, nói về những lợi ích tuyệt vời mà nước mía đem lại cho sức khỏe của chúng ta. 1. Ngăn ngừa nhiễm độc gan. Như cô bác đã biết, gan là cơ quan vô cùng quan trọng trong lục phủ ngũ tạng của cơ thể con người. Tuy nhiên ngày nay, do thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống nên đã khiến cho gan của nhiều người gặp vấn đề nhiễm độc, suy giảm chức năng. Có rất nhiều cách để giúp cho lá gan của chúng ta hồi sinh khỏe mạnh, nhưng dễ nhất có lẽ là qua đường ăn uống hàng ngày. Theo các chuyên gia, nước mía là nguồn giàu chất flavonoid, là hợp chất phenolic. Những hợp chất này có nhiều tác dụng, cụ thể như khả năng kháng viêm, chống ung thư, chống oxy hóa, kháng virus và chống dị ứng. Đặc biệt đối với những người bị vàng da do viêm gan, việc uống nước mía có thể bảo vệ gan khỏi viêm nhiễm và đồng thời hỗ trợ kiểm soát mức sắc tố da cam. 2. Giảm táo bón. Táo bón và tiêu chảy thường là những vấn đề phổ biến liên quan đến tiêu hóa. Việc uống nước mía có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện những tình trạng này. Cụ thể, thói quen uống nước mía khi đói có thể giúp giảm các triệu chứng liên quan đến táo bón và tiêu chảy. Vì thế nên, nước mía được xem như một nguồn cung cấp chất điện giải hiệu quả, bởi chứa kali giúp giảm mất nước và khôi phục lại sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Ngoài ra, chất xơ có trong nước mía cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm táo bón và kích thích nhu động ruột, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa. Cô bác nào đang gặp tình trạng khó tiêu thì đừng bỏ qua trợ thủ đắc lực này nhé! 3. Cung cấp năng lượng tốt cho sức khỏe. Có thể nhiều cô bác chưa biết, uống nước mía khi đói được coi là một phương pháp hiệu quả để bổ sung đường tự nhiên vào chế độ ăn uống, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể trong những ngày hoạt động nhiều. Nước mía chứa nhiều chất xơ và các dạng dinh dưỡng quan trọng như canxi, kali, magie và vitamin C đều có vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, trong nước mía có chứa chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột, giảm tốc độ tiêu hóa thức ăn và cung cấp nước một cách hiệu quả cho cơ thể. Do đó, thói quen uống nước mía khi đói không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ duy trì sức khỏe toàn diện của cơ thể nhờ vào chất xơ và các dạng dinh dưỡng khác. 4. Cải thiện sức khỏe răng miệng. Nói đến nước mía, có lẽ cô bác đều nghĩ đến vị ngọt mát mà trong mía có rất nhiều đường tự nhiên. Như vậy thì làm sao uống nước mía có thể tốt cho răng miệng được? Sợ rằng uống nhiều còn sâu răng. Tuy nhiên, nước mía thực sự rất có lợi cho sức khỏe răng miệng, bởi nước mía giàu các khoáng chất như canxi và phốt pho, giúp củng cố men răng và giảm nguy cơ sâu răng. Đồng thời, nước mía cũng có thể giúp hỗ trợ làm giảm mùi hôi, hơi thở. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe răng miệng tốt, duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và thực hiện vệ sinh răng miệng đều đặn sau khi ăn uống là rất quan trọng. Cô bác đừng quên nhé! Ngoài những công dụng trên, nước mía thường được sử dụng trong nhiều phương pháp dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh và bồi bổ sức khỏe, bao gồm viêm dạ dày mạn tính.
Uống hỗn hợp nước mía và rượu nho hàng ngày có thể giúp giảm triệu chứng của viêm dạ dày mãn tính. Chống viêm kết mạc cấp tính. Uống nước mía kết hợp với nước sắc hoàng liên có thể giúp chống viêm, giảm sưng và giảm đau mắt nhanh chóng. Thanh nhiệt cho hệ hô hấp. Nước mía được sử dụng nấu cháo có thể giúp thanh nhiệt, nhuận phế, giảm cảm giác khát và các triệu chứng như ho khan, môi khô, mồ hôi trộm, đại tiện, táo kết. Chữa chứng nôn mửa. Pha nước mía chung với nước gừng tươi là một biện pháp hiệu quả chống nôn mửa, đặc biệt là khi cảm giác nôn khan. Khi bị táo bón, nước mía và mật ong có thể được sử dụng để giúp giảm tình trạng táo bón, đặc biệt là khi uống vào buổi sáng và tối. Cô bác có thể tham khảo và lựa chọn xem cái nào phù hợp với mình thì sử dụng nhé. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời trên thì cũng có 5 sai lầm tai hại khi uống nước mía khiến sức khỏe suy giảm, gan thận cầu cứu. Cô bác nhất định phải biết để tránh rước họa vào thân. Sai lầm thứ nhất, uống nước mía để lâu trong tủ lạnh. Tôi để ý thấy là nhiều người mua nước mía về nhưng chưa uống ngay mà cất đi hoặc để quên trong tủ lạnh cho mát. Có cô bác nào làm vậy không ạ? Hãy bình luận số 6 nhé! Trên thực tế, việc làm này không sai, giúp nước mát hơn và bảo quản đỡ bị nắng nóng thời tiết làm thiêu. Tuy nhiên cô bác chỉ nên bảo quản nước mía trong tủ lạnh tối đa 12 tiếng thôi nhé. Bởi nếu cô bác bảo quản nước mía quá lâu trong tủ lạnh, có thể làm biến chất, gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Nguyên nhân là nước mía để quá lâu trong tủ lạnh hoặc bảo quản trong điều kiện không thích hợp trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, dễ gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm cho cô bác. Ngoài ra, khâu vệ sinh cây mía, máy ép, cốc đựng thường không đảm bảo vệ sinh nên nước mía có thể dễ dàng nhiễm khuẩn, ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, cô bác hãy chú ý mua nước mía ở những nơi sạch sẽ, đồng thời mua một lượng vừa đủ uống thôi nhé. Sai lầm thứ hai, uống nước mía khi đang sử dụng thuốc. Đây là sai lầm rất phổ biến, nhất là những cô bác hoặc gia đình nào có người bệnh mà uống thuốc đắng một chút, thì khi uống xong thường muốn tráng qua chút nước gì ngọt ngọt cho đỡ ghê cổ. Hoặc đơn giản nhiều người vô tư nghĩ rằng nước mía cũng mát và tốt nên mình đang uống thuốc, chỉ cần không uống nước mía sát giờ đó là được. Tuy nhiên, đây lại là suy nghĩ sai lầm. Theo đó, chất polycarbonate trong nước mía giúp làm giảm cholesterol xấu của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, nếu cô bác đang sử dụng các loại thuốc như thuốc bổ sung, chống đông máu thì không nên uống nước mía, bởi các loại thuốc này sẽ cản trở tác dụng của polycarbonate, khiến công dụng của nó trở nên vô nghĩa. Ngoài ra cũng có một số loại thuốc khác nữa. Để an toàn nhất thì khi mua thuốc, cô bác nên tham vấn ý kiến của bác sĩ xem mình có uống nước mía được không nhé. Sai lầm thứ 3, uống nước mía khi bị đường ruột yếu hay đầy bụng. Theo phân tích từ các chuyên gia, nước mía có tính lạnh và hàm lượng đường rất cao, nên đối với người đường ruột yếu hay đầy bụng, đi lỏng thì không nên sử dụng nước mía thường xuyên. Ví càng uống sẽ khiến bệnh càng thêm nặng, tăng gánh nặng của chiếc bụng cho cô bác. Ngoài ra, nhiều bác nghĩ nước mía ngọt từ đường tự nhiên nên uống nhiều càng tốt. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đường chiếm 70% lượng dinh dưỡng trong nước mía, còn lại là chất béo, đạm và bột. Vì vậy, nước mía cung cấp rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng, dễ gây tăng cân, béo phì. Những người đang muốn giảm cân và người có nguy cơ bị tiểu đường cũng không nên uống nước mía. Sai lầm thứ tư, uống nước mía khi mang thai. Chia sẻ với cô bác, hè năm ngoái tôi đang có bầu bé thứ hai, mà người mang thai thì lúc nào cũng háo nước, nên ngày nào chồng tôi đi làm về cũng chạy qua hàng nước
mua cho tôi một chai nước mía để uống. Cũng tìm hiểu qua ở trên mạng, thấy người ta bảo uống nước mía tốt cho bà bầu. Con sinh ra sạch sẽ, thông minh nên càng ham uống. Tuy nhiên, hành động uống nước mía nhiều trong khi mang thai đã khiến tôi bị tiểu đường thai kỳ nặng. Nên tôi chia sẻ điều này để cô bác nào đang mong có con, có cháu thì đừng dại mà để sản phụ uống nước mía nhiều nhé. Cụ thể là, theo bác sĩ, để giảm cảm giác nghén, nhiều bà bầu thường chọn mía làm món ăn vặt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ mang thai cần bổ sung thêm rất nhiều chất từ các nguồn thực phẩm khác nhau, trong khi thành phần cơ bản của nước mía là đường. Nếu nạp quá nhiều đường trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, gây ảnh hưởng cho sức khỏe của mẹ và bé. Cô bác thân mến, có thể thấy rằng mía rất tốt nhưng dùng sai người, sai cách thì lại gây tác dụng ngược. Thế nên cô bác hãy nhớ những điều mà truyền hình sức khỏe chia sẻ ở trên để tránh mắc sai lầm đáng tiếc khi sử dụng loại nước này nhé. Bước sang mùa hè nóng nực như hiện nay, nhu cầu uống nước của mọi người cũng dần tăng lên hơn. Tuy nhiên như đã nói rất nhiều lần, cái gì cũng đều có hai mặt của nó. Nên dù là uống nước thôi thì cô bác cũng cần lưu ý tránh mắc phải 7 sai lầm tai hại khi uống nước phá hủy gan thận sau đây. Sai lầm thứ nhất, uống nước lạnh. Xin hỏi cô bác ở đây có thích uống nước mát lạnh vào mùa hè không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 7 nhé. Nước lạnh là nước được để ở nhiệt độ thấp hay bỏ đá vào để làm hạ nhiệt độ nước. Chúng ta thường có thói quen uống nước lạnh nhiều vào những ngày nhiệt độ lên cao. Tuy nhiên điều đó lại vô tình trở thành một trong những nguyên nhân gây ra viêm họng hay bỏng lạnh cho một số cơ quan nếu nước quá lạnh hoặc cơ thể không kịp làm quen thích nghi. Một số ý kiến chủ quan còn e ngại rằng nước lạnh khiến cho mạch máu thu hẹp lại vì nhiệt độ giảm, lưu tốc độ cũng chậm dần. Điều đó được nhận định nhờ tính chất giãn nở vì nhiệt trong vật lý. Vì vậy cô bác nên hạn chế uống nước lạnh quá nhé. Sai lầm thứ hai, chỉ uống nước khi đã quá mệt mỏi hoặc quá khát. Cơ thể chúng ta luôn tồn tại một lượng dung dịch giúp quá trình hoạt động diễn ra. Chính vì thế uống nước đúng cách là thói quen duy trì chất lỏng trong cơ thể đủ để duy trì các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cô bác có biết khi mệt mỏi, nhức đầu hay khát nước, ý nghĩa thực sự là sao không? Những biểu hiện khiến cơ thể không thoải mái không phải dấu hiệu nhận biết cô bác thiếu chất hoặc thiếu nước. Đó là báo động cơ thể đã thiếu trầm trọng rồi, có thể dẫn đến cạn kiệt và trì trệ mọi hoạt động thường ngày. Các hoạt động mỗi ngày, thậm chí khi đi vệ sinh cũng dẫn đến mất nước và gây ra mất nhiệt độ cơ thể. Vì vậy uống nước đúng cách theo giờ sẽ đảm bảo dung dịch cơ thể luôn đáp ứng nhu cầu và bảo vệ sức khỏe. Nên đừng đợi tới khi quá mệt mỏi rồi thì mới tìm nước để uống cô bác nhé. Sai lầm thứ ba, sử dụng trái cây mọng nước và ăn nhiều rau để giảm lượng nước nạp mỗi ngày. Tôi để ý thấy nhiều trang báo đưa tin việc ăn nhiều rau quả mọng nước sẽ tốt cho cơ thể và giảm được lượng nước cần uống mỗi ngày. Tuy nhiên có khi nào cô bác nghi ngờ về tính xác thực đúng đắn của nó? Trái cây và rau xanh có ưu thế nhiều hơn nước lọc về mặt giá trị dinh dưỡng. Trong các loại quả chúng ta ăn hàng ngày, ngoài nước còn bao gồm vitamin, chất xơ và nhóm vi lượng khoáng. Đây là những dưỡng chất cần thiết có ích với cơ thể và nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, chống lại virus gây bệnh. Tuy nhiên, không vì giàu dinh dưỡng mà chúng có thể thay thế được việc uống nước đúng cách mỗi ngày. Theo phân tích từ phòng thí nghiệm y khoa, vỏ trái cây đã tiếp xúc nhiều với côn trùng, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt sâu mọt. Những chất không tốt cho sức khỏe vô tình bám lại trên vỏ trái cây và rau sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột nếu không vệ sinh kỹ khi ăn. Salmonella và E. coli là những vi khuẩn phổ biến được tìm thấy. Khi cơ thể chúng bị xâm nhập,
cô bác sẽ gặp vấn đề tiêu hóa và suy giảm hệ miễn dịch nhanh chóng. Do vậy, cần làm sạch hoa quả. Trước khi ăn trái cây thì nên bỏ lớp vỏ để tránh ngộ độc. Sai lầm tuy ít xảy ra nhưng vẫn cần chú ý, đó là không thái trái cây trên chiếc thớt dùng chế biến thực phẩm sống. Vi khuẩn từ trái cây khi di chuyển qua các loại thịt sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nghiêm trọng hơn là các vi khuẩn chéo nhau xâm nhập vào cơ thể khiến sức phản kháng của lợi khuẩn ngày càng suy giảm. Chính vì thế, hoa quả, rau xanh, giàu dinh dưỡng nhưng không vệ sinh và dùng đúng cách vẫn gây nguy hiểm cho sức khỏe. Và đặc biệt là vẫn cần uống nước dù cô bác ăn nhiều trái cây mỗi ngày để trung hòa nồng độ dung dịch trong cơ thể. Sai lầm thứ tư, uống nước ở tư thế đứng. Một sai lầm phổ biến khác mà rất nhiều người hiện nay đang mắc phải chính là đứng uống nước. Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy khi cô bác uống ở tư thế đứng, nước sẽ chảy xuống hệ tiêu hóa của cô bác rất nhanh, theo dòng thẳng. Do đó, nước và chất dinh dưỡng cần thiết không được hấp thụ vào đường tiêu hóa. Điều này gây ra sự lắng đọng các tạp chất trong thận và bàng quang của cô bác. Ở tư thế ngồi, các cơ và dây thần kinh của chúng ta được thư giãn để hấp thụ nhiều nước hơn. Cô bác nên ngồi và thư giãn, sau đó thưởng thức đồ uống của mình thì sẽ có lợi hơn đấy ạ. Sai lầm thứ 5, uống quá ít nước mỗi ngày. Có thể cô bác đã nghe rằng 70% thể tích cơ thể con người là chất lỏng. Chính vì tỷ lệ chiếm quá lớn nên nước có vai trò quan trọng với cơ thể đảm bảo sức khỏe con người. Tuy nhiên, dù nước có vai trò quan trọng cũng có hai mặt. Cô bác không uống nước đúng cách, vô tình nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi uống nước đúng cách mỗi lần, làn da sẽ khỏe mạnh và tươi trẻ hơn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Nước còn làm mềm, giúp việc tiêu hóa không gặp trở ngại. Vì vậy, nếu cơ thể không được bổ sung đầy đủ lượng nước theo nhu cầu, sẽ tăng nguy cơ táo bón, khó tiêu, thậm chí dẫn đến bệnh trĩ nặng. Làn da của chúng ta cũng cần có nước để nuôi dưỡng. Người ít uống nước sẽ dễ gặp phải tình trạng khô da dẫn đến nứt nẻ. Dựa theo nhu cầu lượng nước mỗi người cần sẽ không hoàn toàn giống nhau. Phụ nữ thường được khuyến khích uống 1,5 đến 2 lít nước, trong khi nam giới cần nhiều hơn, có thể lên đến 3 lít nước mỗi ngày. Thế nên đừng lười uống nước nữa cô bác nhé. Sai lầm thứ 6, sử dụng đồ uống có cồn thay nước. Tôi để ý nhiều cô bác, nhất là những bác trai, cứ chiều tối là rủ nhau đi uống tí bia, tí cồn cho giải khát mát mẻ. Thậm chí nhiều người còn nghĩ uống đồ có cồn thì về nhà không cần uống nhiều nước nữa. Nhưng cô bác ạ, đồ uống có cồn không thể cung cấp nước bổ sung cho cơ thể. Nhiều người lầm tưởng rằng uống mọi thứ thì có thể giảm nước. Tuy nhiên tính chất của đồ uống chứa cồn lại là lợi tiểu, khiến cho nước trong cơ thể sụt giảm khi sử dụng thay vì bổ sung như nước uống. Đó là lý do cô bác đi tiểu nhiều sau khi dùng đồ uống có cồn. Không chỉ dừng lại ở đó, uống cà phê cũng sẽ làm cơ thể bị mất nước. Thể hiện chế mất nước khi cơ thể mệt mỏi, cô bác hãy uống thêm nước dù đã sử dụng cà phê và đồ uống có cồn. Lượng nước bù lại sẽ giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể, giúp tinh thần sảng khoái. Sai lầm thứ 7, uống nước ngay trước khi ngủ. Nhiều người sợ rằng đêm dài mà cơ thể không có nước thì sẽ không tốt. Tuy nhiên, việc uống nhiều nước trước khi đi ngủ sẽ gây ra hệ lụy nguy hiểm, bởi nước khiến cô bác khó ngủ hơn, đồng thời gây gián đoạn giấc ngủ khi cô bác phải bật dậy để đi web C nhiều lần. Hơn nữa là thận của chúng ta hoạt động chậm hơn vào ban đêm, trong khi việc uống nước cũng đồng nghĩa với việc ép thận làm việc. Chân tay và mặt có thể sưng phù vào sáng hôm sau. Nên cô bác mà uống nước trước khi ngủ, chỉ cần nên uống một ly nhỏ thôi nhé. Cô bác thân mến, bên cạnh lưu ý khi ăn uống,
Điều quan trọng nhất mà những người làm chương trình chúng tôi luôn muốn nhắn gửi tới cô bác, đó là hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần thật tốt. Có hàng trăm mối quan hệ chi phối đến cuộc sống của mỗi chúng ta. 9 người, 10 ý, không phải lúc nào bạn cũng làm tốt công việc sếp giao, chiều lòng bố mẹ nội ngoại, chăm con ngoan giỏi và đủ kiên nhẫn lắng nghe bạn đời than thở. Stress khiến bạn lơ là chuyện ăn uống, cơ thể lại càng uể oải, thiếu hụt năng lượng hơn. Lúc vui vẻ, hãy cười sảng khoái. Khi buồn phiền, cần suy nghĩ tích cực để hóa giải mâu thuẫn, giải thoát bản thân khỏi mớ trăn trở hỗn độn. Nếu cô bác coi người thành đạt hơn là động lực phấn đấu trong công việc, hãy nhìn xuống nhiều cảnh đời bất hạnh khi gặp chuyện tồi tệ. Tình yêu cuộc sống giúp cơ thể tăng miễn dịch và trường thọ hơn. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng tới lúc khép lại. Nếu cô bác thấy video hay và ý nghĩa thì hãy bình luận số 8 nhé. Cảm ơn quý vị cô bác đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.